Xin chào tất cả các bạn ha. Bữa nay là 27 tây tháng 12 rồi. Còn có vài ngày nữa thôi là sẽ hết năm 23 và bước sang năm 24. Tuổi của mỗi người càng ngày càng tăng lên. Tuổi trẻ thì vẫn còn cái cơ hội. Cơ hội có thể là còn mấy mươi năm để mà gây dựng sự nghiệp hoặc là tìm một cái con đường nào đó thông qua cái học hành bằng cấp tiếng Anh, bằng cấp tay nghề, hoặc là nhắm cái tương lai của mình sẽ đi qua một cái quốc gia nào đó với cái bằng cấp nào đó. Họ sẽ có cái quyết tâm mà với cái thời gian của họ còn rất dài. Nhưng mà những người gọi là trung niên, bây giờ mình nói là những người khoảng 30 mấy, 40, 40 mấy tuổi, thời gian của các bạn còn được bao nhiêu thời gian? Bây giờ mình nói quân bình là bây giờ cứ cho là 60 tuổi là gọi là có thọ đi ha. Và tới 60 tuổi thì không muốn làm cái gì cũng không còn được. Cho nên với cái tuổi mà còn lại mười mấy năm thì làm được bao nhiêu? 30 tuổi còn được nửa đời người để mà gây dựng lại tất cả những cái gì mà mình hằng ao ước và muốn đạt được. Nhưng mà nếu các bạn càng lớn tuổi rồi thì các bạn có muốn làm cũng làm không được. Cho nên á, năm tháng nó qua nhanh, thời gian thì không đợi ai cả. Và các bạn phải tìm, nếu các bạn có quyết tâm về một cái quốc gia nào đó, về một cái tương lai của các bạn hoặc cho con cái sau này của các bạn có dám đánh đổi hết tất cả mọi thứ để mà cho con của các bạn sau này, hoặc chí ít các bạn cũng hưởng được 10 năm, hoặc là cái quốc gia nào đó mà các bạn hằng ước đi tới. Còn ai muốn ở Việt Nam, cảm thấy Việt Nam sướng, hay là muốn về Việt Nam có cuộc sống sung sướng, hay là họ nghĩ Việt Nam sung sướng, thì cứ mặc người đó, bởi vì họ có cái quyền tự do của cá nhân của mỗi người, chứ mình không có ép buộc ai cả. Họ cho Việt Nam sướng thì cứ là đúng về là Việt Nam sướng với chính trị suy nghĩ của họ và cá nhân người đó. Còn các bạn cảm thấy là các bạn cần tới một quốc gia nào đó thì các bạn cứ việc cố gắng bằng rất nhiều cái hình thức. Có những người, người ta có tiền nhưng người ta không có tiếng Anh, đó là một cái sự khó khăn cho những người lớn tuổi nếu muốn học tiếng Anh. Nhưng nếu các bạn thực sự muốn cải thiện cái cuộc sống, muốn thay đổi cái cuộc sống, thì chính các bạn là người tự tạo cho các bạn, chứ không có ai làm cho các bạn cả. Còn nếu như các bạn cảm thấy là thôi mình bốn mấy tuổi rồi, học không được nữa, thôi đành phải chấp nhận, chỉ đi theo một cái con đường gọi là con đường chui. Con đường chui ở đây là con đường phía sau chứ không phải con đường chính. Con đường phía sau là dùng tiền để mà mua bằng cấp, dùng tiền để mà mua để làm hồ sơ, dùng tiền để mà có một cái visa không chính thức để các bạn đi qua, rồi rốt cuộc là các bạn bị ngay tại sân bay, mà ngay tại sân bay Việt Nam luôn chứ không phải là sân bay nước ngoài nữa, mà các bạn sẽ bị hủy visa, và thế là tiền mất tật mang và các bạn mất trắng. Chính vì vậy, nếu các bạn muốn thay đổi thì chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là các bạn tự vươn lên học tiếng Anh để đi theo một cái visa mà chính thức nào đó để được phép làm việc. Bây giờ du lịch là khó rồi, ở Úc du lịch khó rồi, du học sinh, nếu mà các bạn không phải trong cái lứa tuổi học sinh thì các bạn chỉ có đi theo một cách duy nhất, đó chính là cái visa tay nghề. Mà một cái video mình chia sẻ các bạn là visa 482, chỉ một cái con đường duy nhất đó thì các bạn mới thay đổi được cuộc sống của các bạn mà thôi. Còn ở Việt Nam, các bạn cảm thấy thôi bây giờ đành chịu. Đành chịu có nghĩa là các bạn buông xuôi, thì đó là sự quyết định của mỗi cá nhân. Mình bao lâu nay thực sự mình đã có rất nhiều cái video. Trước đây những bạn nào đã từng xem kênh mình một năm về trước hoặc là cái thời điểm trước, thì các bạn sẽ hiểu được là mình là là người chia sẻ các bạn về những cái điều gì. Mình có rất nhiều cái video chia sẻ các bạn đủ cách, đủ hướng và đủ cái để các bạn tìm hiểu những cái thông tin mà chính mình ở bên này muốn chia sẻ các bạn. Điều đầu tiên là muốn các bạn không bị lợi dụng về cái chương trình visa nông nghiệp với cái thời điểm đó mà Việt Nam đang rầm rộ đặt cọc giữa chỗ. Và cũng có rất nhiều bạn đã vô tình xem những cái video của mình thì các bạn không có đặt cọc giữa chỗ và không có mất tiền. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai mà các bạn biết được là cái thời điểm đó cái visa nông nghiệp nó trong cái tiến triển như thế nào,
Và bên cạnh đó mình cũng chia sẻ những cái cách, những cái hướng để giúp các bạn có một cái sự suy nghĩ, một cái sự nhận biết đúng đắn để các bạn có đi làm một cái dịch vụ thì các bạn cũng biết được là mình cần những cái gì và cái điều, cái nơi đó có làm cho mình đúng hay không, vân vân và vân vân, rất nhiều cách. Nhưng để đổi ngược lại thì mình đã có rất nhiều người chỉ trích. Mình biết rằng là đối với họ, có thể sự suy nghĩ của những người đó cho là mình làm những cái chuyện dư thừa. Nhưng đối với mình, chuyện đó không quan trọng. Và có rất nhiều người cũng đã nói mình là cứ nói cái visa nông nghiệp hoài, rốt cuộc không thấy đâu, nó hoài, nó tới, nó lui. Thực sự bây giờ, nếu để những người đó thà họ chấp nhận nghe những dịch vụ của Việt Nam là đóng tiền đi, visa nông nghiệp của Úc có rồi, thì họ chấp nhận cái điều đó. Họ chấp nhận cái điều đó. Nhưng mà nếu mình nói hiện tại đó, cái visa nông nghiệp nó chưa có, thì nói mình nói tới nói lui, không có mà cứ nói tới nói lui hoài. Nếu như Việt Nam mà không có những cái agent đó, mà đang lấy tiền người ta với cái thời điểm đó đang lấy tiền người ta mà cái visa nông nghiệp chưa có, thì mình nói làm cái gì? Và người ta hỏi mình làm cái gì? Thì mình mới trả lời cho họ nghe và ra những cái video để tránh những cái người đó tiền mất tật mang. Đó là gì? Đó là thực sự mình muốn giúp những người Việt Nam muốn đi nhưng mà mình lo cho, mình sợ họ bị mất tiền. Và có người nói là mình lo bò trắng răng. Nhưng mà thôi, những cái chuyện đó mình không có nói tới nói lui. Và hơn nữa là chính vì cái điều đó, mình, các bạn thấy là bao lâu nay, những tháng về sau này, mình ít đề cập tới những cái vấn đề đó. Bởi vì mình không muốn là mình làm một cái điều gì đó để giúp đỡ các bạn, nhưng ngược lại, mình nhận lại những cái điều mà nó không hay, mà chính những người Việt Nam là những người đã nói mình, mặc dầu không phải là tất cả, nhưng có một số người nó là như vậy. Và cũng là có một cái câu comment hôm nay mình cũng muốn chia sẻ các bạn luôn, cho nên mình mới có video ngày hôm nay. Thì chính những người Việt Nam đi trước đã ghét người Việt Nam rồi, nói chi nước Úc. Ở đây thì câu comment này của bạn này thì nói rằng là những người Việt Nam ở nước ngoài, có nghĩa là đi trước, là không ưa, không thích những người Việt Nam trong nước rồi, huống chi là nước Úc. Vậy thì cái người này hỏi là họ có tự đặt ra một cái câu hỏi là vì sao lại như vậy không? Vì sao hiện tại nước Úc cấm, siết chặt visa du học, siết chặt visa du lịch không? Có đặt, tự đặt một cái câu hỏi vì sao như vậy không? Vì sao du lịch Việt Nam từ level 1 trở thành level 1, level 2, xin lỗi các bạn, level 1 trở thành level 2? Và tại sao du học sinh của Việt Nam từ level 1 lại xuống thành level 2 hạ cấp? Vì sao? Phải có lửa mới có khói. Và phải có nguyên nhân của nó thì chính phủ Úc mới làm như vậy. Không phải người Việt nào ở đây tác động vô chính phủ được cả. Họ không tác động vô được vì đó là chính sách của chính phủ. Và bây giờ có nói là sự kiến nghị lên thôi, chứ không phải là thay đổi được cái luật. Cho nên là không phải những người bên này ghét người Việt Nam. Mình thấy trước đây, rất là nhiều năm về trước, mình không hề thấy những cái vụ mà nó dồn dập như những năm gần đây. Dồn dập ở đây là gì? Có nghĩa là đâu đâu cũng thấy du học sinh bỏ trốn, đâu đâu cũng thấy du lịch, đi qua du lịch bỏ trốn, đâu đâu cũng thấy. Ở đây thì các bạn phải nên hiểu một điều là cái số lượng mà du học sinh chân chính rất là nhiều. Nhưng cái số lượng mà du học sinh mà đi qua bên đây để du học, không học mà đi làm cũng không ít. Cho nên mình không phải là gom đũa cả nắm, nhưng mà đã có rất nhiều nó nhìn như vậy. Và bao nhiêu người đi du lịch qua bên đây, thực chất là đi du lịch, bao nhiêu người? Bây giờ các bạn đi vô một cái farm nào đó đi, các bạn hỏi những cái người đó, bao nhiêu người thực sự là working holiday, bao nhiêu người là du học sinh vừa đi học vừa đi làm, và bao nhiêu người là đi du lịch. Và những người, mình còn biết một cái điều như này, có một cái chủ farm cũng chia sẻ, mà ba lâu nay mình cũng không có nói ra cái điều này. Có những du học sinh đi qua đây du học,
Rồi trong cái thời điểm mà chính sách là nếu mà đi về vùng vùng sâu vùng xa mà đi làm farm á, sẽ được nếu người chủ bảo lãnh á, thì sẽ dễ dàng xin vô được thường trú nhân đó. Mình nhớ cách đây 1-2 năm về trước gì rồi thì phải, thì những du học sinh đó vừa đi học vừa đi làm mà xin chuyển trường về những cái farm đó học và được những người chủ farm bảo lãnh và hứa là làm trong vòng 4 năm hay bao nhiêu năm đó hết cái thời gian học, rồi sau khi học xong thì cũng cố gắng làm ở đó. Nhưng mà người ta đã bảo lãnh, người ta giúp đỡ, người ta làm hết tất cả mọi thứ, sau khi được chính thức PR rồi là những du học sinh đó là bỏ lên thành thị, bỏ đi tức thì, không hề đói hoài, không hề quan tâm tới những cái gì người ta giúp đỡ và đổi luôn cả số điện thoại. Vậy thì mình hỏi các bạn, những người này là những người như thế nào? Có phải là lợi dụng những người bên này để mà đạt cái mục đích của mình hay không? Nhưng mà khi một cái đi rồi là đi biệt tâm mất tích luôn. Và không phải một người mà rất nhiều người. Cho nên á, đừng nói là tại sao những người Việt ở bên này ghét người Việt Nam. Mà chính những lớp trẻ sau này, có nghĩa là mình nói cái khoảng thời gian 20 năm sau này, là họ là những người làm cho những người Việt Nam cảm thấy đồng hương của mình, cái lớp trẻ bây giờ nó có sự suy nghĩ quá thực dụng và bị lợi dụng với những người đó. Có nghĩa là những người đó lợi dụng họ, cho nên họ cảm thấy không có mặn mà với cái tình cảm đồng hương, chứ không phải là ghét người Việt Nam. Các bạn phải nên hiểu rõ là như vậy. Và các bạn đừng bao giờ nói là không có cái điều đó xảy ra. Các bạn đừng nói là không có du lịch qua đây đi làm chui đâu ha, bất hợp pháp đâu ha, không có. Các bạn đừng nói là không có nha, rất nhiều. Các bạn đừng nói là du học sinh không phải là con của các bạn, không phải là cháu của các bạn, không phải là con của bạn, và không phải là con của người quen của bạn, mà con của những người khác. Con của những người mà các bạn không biết, mà đôi khi các bạn biết nữa kìa. Thì những người con cháu đó đi qua đây làm những cái việc sai trái cái visa mà họ đã được cấp, cho nên nó ảnh hưởng tới con của các bạn. Chứ những người Việt Nam bên này họ không bao giờ làm bất cứ điều gì để ảnh hưởng visa của con các bạn cả, hoặc là những người thân của bạn qua đây đi du lịch cả. Những người Việt qua đây họ không làm, mà chính những cái người đó là những người đang làm ảnh hưởng tới con cháu của các bạn, chứ không phải người Việt Nam bên này ghét người những thế hệ sau của người Việt Nam mà ở Việt Nam đi qua. Thí dụ như bây giờ các bạn làm một cái từ thiện, các bạn có một cái mở một cái từ thiện, thì bao lâu nay những 20 năm về trước, các bạn nuôi những đứa trẻ, những đứa trẻ gì, những đứa trẻ từ mồ côi, có nghĩa là 5, 7 tuổi, 10 tuổi thí dụ vậy, cái tuổi trẻ trẻ trung niên đó, các bạn lo cho tụi nó từ ăn học hành, ăn uống. Rồi cái lớp trước á, nó lớn lên, nó ra ngoài xã hội, nó làm việc cống hiến cái tài năng nó cho đất nước, cho xã hội. Các bạn tự hào về những đứa trẻ đó. Nhưng càng về sau này, những năm sau này, các bạn cũng nhận những đứa trẻ mồ côi đó nữa. Nhưng mà tụi nó không có học. Tụi trẻ nó không có học. Mà nó đi quậy phá, nó đi hút chích, sau đó nó đi bán heroin, rồi bị công an bắt, cảnh sát bắt, rồi đem về nhà mắng vốn các bạn, đem về nhà kêu các bạn bỏ tiền ra bảo lãnh, hoặc là đi ra ngoài quýnh lộn, đánh con người ta gãy tay gãy chân, rồi các bạn phải bỏ tiền túi ra để mà chăm sóc cái người bị thương đó. Vậy thì các bạn có còn mặn mà để nhận những đứa trẻ mà nó mồ côi cha mẹ hay không? Mặc dầu những đứa trẻ sau này không phải đứa nào cũng là như vậy, có những đứa tốt nhưng cũng có những đứa xấu. Và các bạn có dám nhận 10 đứa nữa mà các bạn có biết chắc 10 đứa đó sẽ gây cho các bạn những điều phiền toái trong tương lai hay không? Đứa nào là gây và đứa nào không gây, và các bạn dám chắc chắn cái điều đó hay không? Vậy các bạn có còn mạnh dạn để nhận thêm 10 đứa đó nữa không? Cho nên không phải là những người nuôi từ thiện là những người ghét những đứa trẻ, không phải. Mà họ đã từng giúp đỡ cu mang những đứa trẻ đã được trưởng thành rồi, nhưng mà cái thế hệ sau này nó không có biết quý những cái gì nó đang hưởng, nó không biết làm đúng những cái gì mà nó cần phải làm đúng và được học hỏi, không có muốn đi học, không có muốn được giúp lại những cái người cu mang nó không có muốn cái điều đó, mà nó đi phá phách, nó đi làm
hút chích, nó bán heroin, nó đi trộm cướp vân vân, để những cái người nuôi nó phải mang tiếng, phải nhức đầu đau đầu và trả tiền chữa bệnh cho những người khác. Vậy thì những cái người sau, như cái người mà comment này, những cái người sau đó, thì không lẽ bây giờ nói những cái người mà đi nuôi những cái trẻ là ghét những cái đứa trẻ đó, hay là các bạn phải nên nói những cái đứa trẻ đó chứ không phải là nói những cái người nuôi, và các bạn phải nên nói là những cái đứa trẻ mà ngoài xã hội rủ rê những đứa trẻ mồ côi đó, các bạn phải nói những cái đứa đó, hoặc là nói cha mẹ của những đứa đó, vân vân và vân vân, chứ không phải nói những cái người mà đã từng nuôi những đứa trẻ mồ côi đó. Thì ở Úc cũng vậy. Úc cu mang không chỉ có Việt Nam, Nhật, Pháp, Hàn, rất nhiều quốc gia trên thế giới, Thái Lan đều muốn tới Úc sinh sống và làm việc. Mình là người Việt, mình có muốn cộng đồng của người Việt phát triển mạnh mẽ ở bang của mình là nói riêng, cả nước Úc nói chung. Bởi vì sao? Nó tốt mà. Nếu những cộng đồng, những cái người thế hệ sau, họ qua đây làm đúng những cái gì mà họ phải làm, ai cũng welcome, ai cũng thích cả, và ai cũng tình đồng hương đồng cảm cả. Nhưng đừng có qua đây du học rồi xé cờ của người ta. Đừng có qua đây du học để rồi bỏ học đi trồng cần sa. Đừng có qua đây du lịch để rồi mà đi trốn ở lại bất hợp pháp, để đi làm farm, làm này làm kia. Đừng có làm những điều đó. Thì những người Việt bên này họ đâu có phải là họ ghét bỏ những người Việt mà ở Việt Nam qua đâu. Mà thế hệ bây giờ, 2-3 năm về trước đây bây giờ, tới bây giờ, đều là như vậy. Bây giờ không biết được 10 người đáp máy bay từ Việt Nam qua, những người nào thực sự là đi du học và những người nào là mang mục đích du học để mà trốn ở lại làm việc. Hoặc là 20 người, 30 người đi du lịch Việt Nam. Một cái top, mình có coi một cái video trên TikTok. 40 người đi qua Úc du lịch, đi tour. Vừa xuống sân bay là hết mười mấy người đi rồi, trốn rồi. Sau đó những cái ngày cuối cùng ở lại Úc trước khi mà đi về Việt Nam là được thăm bà con, bạn bè, trốn hết luôn mười mấy người nữa. Còn có 5 người hay là bao nhiêu người đó đi về Việt Nam thôi. Vậy thì mình hỏi các bạn, những người đó là những người khi ở Việt Nam họ có cái mục đích rồi, và khi họ qua Úc là họ đã làm thực hiện những cái điều đó. Họ mượn những cái con đường để họ qua bên đây, họ làm những cái điều sai trái. Chính phủ Úc biết những cái điều này không? Biết chứ. Người Việt Nam bực bội những người không? Bực người này không chứ? Bực chứ. Họ không phải là ghét bỏ những người này, nhưng mà làm xấu mặt cho những người gọi là hai chữ Việt Nam. Mà những người chân chính là những người không làm những cái điều đó. Mà những người Việt ở đây cũng là những người Việt Nam, chứ đâu phải là người Pháp đâu, đâu phải là người Nhật Bản đâu. Những người ở đây họ đâu có muốn Trung Quốc nó qua nhiều đâu, đâu có muốn Nhật Bản nó qua nhiều, đâu có muốn Hàn Quốc hay Thái Lan qua nhiều đâu, đâu có muốn. Muốn người Việt qua nhiều chứ. Còn nếu mà không muốn các bạn qua nhiều thì tất nhiên là Trung Quốc nó vẫn qua, Nhật nó vẫn qua, Hàn Quốc nó vẫn qua, những nước khác nó vẫn qua. Chứ đâu phải là họ không qua đâu, mà họ càng ngày càng qua nhiều nữa. Bởi vì tại sao họ qua được nhiều, mà họ qua trên đường chính chính? Bởi vì họ dám đầu tư, họ dám bỏ thời gian để mà học tiếng Anh, họ dám bỏ tiền bạc ra để mà xây dựng một cái cuộc sống tương lai mà chính cái quốc gia này họ biết sẽ cho họ những cái gì họ cần. Tại sao Trung Quốc qua bên đây nhiều? Tại sao Nhật Bản ở bên nước của họ đã tốt như vậy, tại sao họ vẫn đi qua Úc ở, qua Mỹ ở, qua Canada ở? Tại sao những cái quốc gia khác, Thái Lan nó hơn Việt Nam không? Singapore nó hơn Việt Nam không? Tại sao nó đi qua đây nhiều hơn? Và nó không bị những cái trường hợp mà bị đuổi về hoặc là bị cái này cái kia? Sao không có? Mà có phải là những cái người Việt Nam gọi là cái gì? Khôn lõi quá. Để rồi thế hệ sau này nó bị ảnh hưởng rất nhiều. Mình bị ảnh hưởng không? Bị chứ. Tại sao mình nói mình bị? Thí dụ mình có đứa cháu đi, bây giờ nó mới có 13 tuổi, mình ví dụ ha. Mình đợi nó năm 18 tuổi, mình bảo lãnh nó qua đi đây du học. Thí dụ vậy. Vậy thì bây giờ đùng một cái, bây giờ
nó 16 tuổi rồi, nó còn 1 năm 2 năm nữa là mình bảo lãnh nó qua, thì mình ví dụ thôi ha. Đồng một cái bây giờ chính sách rút nó siết chặt. Bây giờ phải có điều kiện này điều kiện kia thì con cái mới đi qua, cháu nó đi qua nó học được, và phải chứng minh nhiều tiền hơn nữa. Thì có phải là ông anh mình ổng phải có những cái khó khăn hơn để mà đưa con mình qua du học không? Mình bị ảnh hưởng không? Bị chứ. Vậy thì mình có muốn cái điều đó xảy ra không? Tất nhiên là không. Và ai đã làm những cái điều đó tạo cái sự khó khăn cho đứa cháu của mình? Ai? Có phải những cái người mà trong đó là cho là Việt Nam sướng hơn, hoặc là họ có cái mục đích từ trước từ Việt Nam, họ đã làm mọi thứ để mà gây ra tới cái tình trạng ngày hôm nay, chứ không phải bản thân mình hoặc là những người Việt Nam ở nước Úc đều làm những cái việc đó, không phải. Cho nên là một cái thau nước sạch, các bạn thấy là lấy một cái thau nước sạch, thau nước đó các bạn có thể uống được, rửa mặt được, làm những cái việc khác được. Nhưng mà các bạn lấy một cái thau nước mà trong đó có những con lăng quăng hoặc là có một chút bẩn, các bạn đổ vô cái thau nước sạch, trộn chung với nhau. Vậy thì các bạn nhìn cái thau nước sạch đó, nó còn sạch hay không? Tất nhiên nó không còn sạch. Các bạn là một trong những cái giọt nước trong cái thau nước bẩn có những con lăng quăng đó, các bạn là một trong những cái giọt nước sạch đó. Nhưng trong cái thau đó có rất nhiều cái giọt nước mà có những giọt nước bẩn nó nằm ở trong đó. Và nước Úc là một cái thau nước sạch, hoàn toàn là sạch sẽ. Không vì muốn những cái giọt nước sạch của cái thau nước bẩn đó mà để cái thau nước bẩn đó đổ vô cái thau nước sạch của nước Úc. Cho nên phải có sự ngăn chặn. Mà đã có rất nhiều giọt nước từ thau nước bẩn đã đổ vô cái thau nước sạch rồi. Và họ đã thấy có vài con lăng quăng rồi, chứ không phải là không có. Mà những cái giọt nước mà đổ vô thau nước sạch đó, trong đó những giọt nước tốt có, những giọt nước dơ có, những giọt nước sạch có, những giọt nước bẩn có, và lọt vô những con lăng quăng ở trong đó có luôn. Vậy thì nước Úc là cái thau nước sạch đó, họ muốn diệt những cái con lăng quăng này thì họ phải mua cái thuốc khử trùng để mà đổ vô trong cái thau nước sạch để diệt con lăng quăng và làm cho nước sạch trở lại. Nhưng bên cạnh đó cũng phải ngăn chặn cái thau nước đó tiếp tục đổ nước bẩn vô. Chứ nếu mà họ không ngăn chặn thì tiếp tục cái thau nước bẩn nó sẽ tràn vô cái thau nước sạch. Chính vì phải có cái sự khắt khe hơn với cái thau nước bẩn này. Nó là như vậy. Cho nên các bạn đừng bao giờ nghĩ là người Việt Nam làm những cái việc này hoặc ghét người Việt Nam. Các bạn muốn nói thì các bạn phải đi nói những cái người mà làm những cái giấy tờ cho những người đó qua. Các bạn nói những cái người đó biết sai mà vẫn làm. Chỉ vì cái gì? Vì tiền. Biết sai mà vẫn làm. Và các bạn muốn nói mạnh hơn nữa, các bạn kiến nghị đến Bộ Lao động Thương binh Xã hội đi. Tại sao bây giờ có những cái chỗ đó làm như vậy? Tại sao bây giờ có những cái người đi quanh đó để cho nước Úc càng ngày càng khó khăn? Bây giờ con tôi đi du học không được, hoặc bây giờ tôi đi du lịch không được, vân vân và vân vân. Các bạn giỏi, các bạn đi làm những cái điều đó, đó mới là điều chính đáng các bạn cần làm. Chứ các bạn đừng có quay qua các bạn nói những người Việt ở nước ngoài. Cho nên là mình có video clip này cũng muốn chia sẻ cho các bạn đó hiểu, cũng như là chia sẻ cho tất cả các bạn. Hẹn các bạn trong video tới của mình nha. Bye bye.